Rồi, xin chào quý vị. Hôm nay lại tiếp tục cuốn video. Mời quý vị chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những cây hoa giấy. Cũng đủ màu, đủ sắc. Hương vị sắc xuân sắp sửa đến gần kề. Một năm mới đầy an khang. Và để cũng mời quý vị chiêm ngưỡng và cũng có giao lưu những chậu hoa giấy tuyệt đẹp. Đấy, trước màn hình quý vị cũng chiêm ngưỡng một cây hoa giấy rất nhiều màu sắc. Đấy. Cây này cho ra tới 5 màu quý vị. Hoa nở rực rỡ. Gốc hoa giấy này chiều cao nó trên 2 mét đó quý vị. Nó có một cái thân hình uốn lượn, nói chung rất là khéo. Và cái hoành gốc cũng lớn. Phần dưới nó cũng rất cầu kỳ. Đấy, một cái màu đỏ này rất là đẹp đó quý vị. Và nó pha lẫn với cái màu cánh sen. Rất đẹp. Quay chi tiết cho quý vị xem. Đây là cái đầu cong của cây. Nó đi lên. Cây này cũng được báo tại vườn. Giá 4 triệu đó quý vị. Cây này giá 4 triệu nha quý vị. Rồi, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng tiếp theo. Cái này nó cũng rất đơn giản, nó có một cái thế cong bay ra rất xa. Thế cây này thì mình để trước cổng nhà đó quý vị. Đó, nó chòm một cái cần bay ra rất xa. Chiều cao thì trên 2,5 m. Nó thích hợp để trước cổng. Cái chiếc chậu cũng rất đẹp. Dưới nó có một cái phần gốc rất to. Có báo giá nè quý vị. Cây này 3,5 triệu.
nuôi xa xa quý vị xem. Đấy, kẹ một bóng cây. Gốc này cũng khá là to, trên đi ra hai cành rất đẹp, hoa màu đỏ cũng cho ra mấy màu đủ quý vị. Đấy, gốc này cũng rất là lớn, tầm hơn 2 tây. Đấy, gốc này chiều cao chắc cũng 2 mét hoặc trên 2 mét đó quý vị. Gốc này cũng được báo 4 triệu tại vườn. Quý vị nào yêu mến thì có thông qua số điện thoại trên màn hình. Đấy, rất nhiều. Cho quý vị xem một cái gốc dáng đổ này rất là hay, trên một cái chậu rất là đẹp. Đây, có một cái cần đưa ra rất là xa. Gốc này cũng được báo tại vườn là 2,5 triệu đó quý vị, 2,5 triệu giá tại vườn, rất là đẹp. Có một cái gốc này, cái màu đỏ rất là đẹp. Gốc cũng khá to, tầm cũng hơn 2 tây đó quý vị, quanh. Gốc này cũng được báo là 3,5 triệu. Quý vị nào yêu mến thì cứ thông qua số điện thoại trên màn hình. Cái màu hoa này nó rất là đẹp, rất là tươi tắn. Trên cây nó cũng có mấy màu rồi quý vị, rực rỡ. Bên đây nữa, chi tiết cho quý vị xem. Đây, góc này cũng khéo, cũng có cái cần bay cũng rất là xa. Đấy, trên nó cũng có mấy màu quý vị. Nói chung là hoành lớn lắm, trên 2 tây hết đó quý vị. Gốc này cũng cho ra rất nhiều màu. Rất đẹp. Đây, gốc này là được báo là 2,8 triệu. Giá tại vườn nha quý vị. Quý vị nào yêu mến thì có
thông qua số điện thoại trên màn hình. Rất là đẹp. Để quay gần gần cho quý vị xem một cái màu pha. Đây quý vị thấy đẹp, rất đẹp mắt. Nửa trắng nửa hồng. Rất tuyệt vời. Cây này 5 màu luôn quý vị. Rất đẹp. Được báo cùng quý vị cây này 2.800.000. Rất đẹp. Đây, xa xa có một góc này, một cái thế này rất là khéo, rất là tỉ mỉ. Đây quý vị xem nó, cái thân nó đổ cong xuống, cong quằn xuống. Bông hơi lên mặt trên. Rất là bắt mắt. Trên một cái giò rượu đó quý vị. Rất đẹp. Cây này cũng được báo là 2.500.000 quý vị, giá tại vườn. Quý vị nào yêu mến thì cứ thông qua số điện thoại trên màn hình. Rất là đẹp. Thân nó đổ một cái vòng cung. Bông được phơi trên lưng. Rất đẹp. Rất tuyệt vời. Tiện thể có quay cây mai đâu quý vị. Cái mai xuân, cặp mai xuân này rất đẹp quý vị. Để xa xa lấy hết cái bóng quý vị xem cái cặp mai xuân. Đấy, rất là cao. Đây là chiều cao chắc trên 2.500.000. Hoành gốc rất là lớn. Đây, quá đẹp quý vị. Hoành rất là to, hoành gốc. Và cái chậu mai này được báo là 40 triệu đó quý vị. 40 triệu giá tại vườn. Quý vị nào yêu mến, thông qua số điện thoại. Nơi đây nó có một cặp đó quý vị. Đây là cây thứ nhất. Rồi, để qua cây thứ hai cho quý vị xem. Đây quý vị, trước màn hình. Chiều cao cũng trên 2.500.000. Cây này cũng được báo 40 triệu đó quý vị. Giá tại vườn. Cặp mai này rất là đẹp. Được trang trí một cái nơi có một cái sân nữa quý vị. Rực rỡ. Hoành gốc rất là lớn. Đây. Quý vị nào yêu mến thì giao lưu cặp cặp mai vàng này. Mỗi cây giá 40 triệu.
tức là một cặp 80 triệu. Đấy. Và quý vị nào yêu mến những cây hoa giấy đủ màu sắc thì cứ thông qua số điện thoại trên màn hình. Để dạo lại một vòng quý vị cùng xem. Và tiện thể cũng quay lại cái chậu hoa giấy này, nó rất đẹp quý vị. Rồi, video thì cũng dài quý vị. Cũng tạm dừng. Quý vị xem chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết cuốn video này. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo. Rồi, để hẹn lại quý vị nhiều video tiếp theo. Rồi, xin chào. Thank you.